Tập 1. KED và Risa là đôi bạn thân gần đây họ mới đặt được một bộ game thực tế ảo để chơi game cùng nhau. Vì Risa bận phải thi cử nên cô đã nói KED chơi trước. KED trong lòng muốn đợi bạn chơi cùng nhưng nhìn những trang bị để chơi game thì lại không kìm được mà vào chơi. Khi vào game cô bé đặt nick name của mình là Maple. Đầu game phải lựa chọn trang bị khởi đầu vì Maple di chuyển tệ và không muốn bị đau chút nào nên cô bé đã chọn một chiếc khiên. Tuy lực tấn công dường như là không có nhưng ngược lại sức phòng thủ lại cực khỏe. Khi chỉnh chỉ số Maple liền dồn hết vào điểm phòng ngự nên vào game bị di chuyển rất chậm. Vừa mới vào game là một quang cảnh của thị trấn cổ xưa nhìn y hệt ngoài đời thật. Maple muốn đi săn quái trước nên đã hỏi đường của một người khác. Cô gái tóc vàng đã chỉ đường giúp Maple tên là Frederica và từ từ di chuyển tới bãi săn quái. Khi vào khu vực rừng đầu tiên, cô bé gặp một bé thỏ trông rất dễ thương nhưng lại tấn công vào cô. Cứ ngỡ đau nhưng ai ngờ vì Maple đã nâng mắc phòng thủ nên không cảm thấy đau chút nào. Chú thỏ đó cứ lao lên và liên tiếp tấn công trong một tiếng đồng hồ, đã thế Maple còn cổ vũ cho em nó cố lên. Ai ngờ việc chịu đòn liên tục đã khiến Maple lĩnh ngộ được kỹ năng mới, đó là kỹ năng nhân đôi khả năng phòng thủ hiện tại. Chú thỏ lúc này lỡ hút chúng vào chiếc khiên nên nằm lăn ra chết tại chỗ, nhưng nhờ đó Maple đã lên cấp 2 và được cộng thêm điểm tăng chỉ số. Maple quyết định dùng hết điểm đó và dồn hết vào phòng ngự tiếp tục tiến lên. Trên đường đi Maple lại gặp một con quái mới lao đến chích cô nhưng cô bé vẫn cảm thấy không đau. Ai mà ngờ được nó lại có khả năng phun độc và phun độc vào cô. Cơ mà khi bị dính độc vài lần Maple lại lĩnh hội thêm khả năng nữa đó là kháng độc yếu. Maple giả vờ yếu đuối để con ong liên tiếp phun độc để kỹ năng được nâng lên thành kháng độc vừa. Ngay lúc con ong lao đến để trích Maple liền rút con dao nhỏ trên người và quay ra tiêu diệt nó. Sau đó Maple lên cấp 8 và nhận được kỹ năng tên là diệt khổng lồ. Cùng với một chiếc nhẫn là vật phẩm hiếm có thể tự động hồi phục lượng máu. Kỹ năng diệt khổng lồ đỏ có tác dụng nhân đôi chỉ số mà Maple chọn. Cô bé liền chọn nhân đôi điểm phòng ngự và dùng hết điểm chỉ số vừa lên cấp có được đề cộng vào phòng ngự. Giờ thì số điểm phòng ngự của Maple đã gấp 4 lần. Tiêu diệt được con ong đó Maple mệt quá bèn nằm ra giữa đường ngủ luôn. Ai ngờ lúc đó toàn bộ quái trong rừng thấy cô bé ngủ liền lao ra tấn công. Khi dưới chiều, Maple tỉnh dậy và phát hiện mình có kỹ năng mới tên là thiền định. Đó là một kỹ năng hồi máu và điều kiện đạt được là nhận sát thương liên tục suốt 3 tiếng. Sau đó lên được cấp 11 và được thêm kỹ năng khiêu khích. Và đương nhiên Maple lại lấy hết điểm chỉ số khi lên cấp dồn hết vào phòng ngự. Chơi game xong Maple đang xuất thì phát hiện đã đêm muộn nên liền vội vàng làm bài tập về nhà. Ngày hôm sau vào game Maple thấy mọi người mặc đẹp còn mình vẫn dùng đồ tân thủ nên đã hỏi một anh chàng tên Kuzo vác một chiếc khiên cực ngầu lòi anh đã chỉ Maple đến nơi một người bạn chuyên sản xuất và thiết kế vũ khí phục trang. Cô gái tóc xanh này là thợ rèn đồ tên Y. Khi hỏi về giá thì tệ nhất cũng mất đến 1 triệu vàng nhưng Maple mới chỉ có 3.000 nên dẹp bỏ suy nghĩ đó. Ngay khi ra ngoài, Kuzo Mu chỉ Maple đến ngọn núi nơi có thể diệt nhiều quái để kiếm được nhiều vàng và kết bạn với cô bé. Maple liền cảm ơn và nhanh chạy tới ngọn núi đó. Thay vì giết mấy con quái nhỏ mà Maple lại chọn vào thẳng hang của độc long. Ban đầu gặp sờ lam chúng khá yếu nên Maple có thể dùng dao và kiếm tiêu diệt sạch. Nhờ đó Maple lại được mở thêm kỹ năng là khiên tấn công. Khi đi vào sâu hơn con boss độc long đã xuất hiện nó phun độc thẳng vào cô bé khiến khiên và dao của Maple đều bị tan chảy. Độc long liên tục phun độc khiến cô bé mất máu. Nhưng mỗi lần mất máu Maple lại sử dụng thuốc hồi đầy máu khiến trận chiến mãi không có hồi kết đến khi sử dụng lọ hồi máu cuối cùng Maple đã nhận được kỹ năng kháng độc mạnh kháng toàn bộ loại độc, độc long không thể phun độc nên đã cuốn Maple lên và định ăn thịt cô. Ai ngờ lúc này đây cô lại nảy ra ý kiến là đập luôn cả thịt nó. Sau vài đường cơ bản Maple đã ăn thịt luôn cả con độc long và lĩnh hội được kỹ năng dùng ma pháp của độc long. Thấy có một chiếc dương sau khi hạ gục boss, chiếc dương này là hàng độc quyền chỉ duy nhất một người chơi hạ gục boss nhận được. Maple liền mở ra mà múc được luôn một bộ giáp cùng vũ khí mới. Trong khi đó, Risa vẫn đang bận phải học nên rất ghen tị với Maple. Risa từng nhận rất nhiều huy chương vô địch trong việc chơi game. Tập 2. Ngày hôm sau Maple tiếp tục săn quái bằng kỹ năng khiêu khích cực mạnh mới nhận được tự độc long, nhờ đó mà liên tục lên cấp và nhận kỹ năng mới, thậm chí cả ăn thịt quái cũng nhận được các kỹ năng như bạo thực hay kẻ phàm ăn. Khi đi học Maple lại trò chuyện với Risa và khoe rất nhiều về trò chơi này, càng làm Risa muốn kết thúc kỳ thi thật nhanh để được chơi chung. Sau khi về nhà và đăng nhập trò chơi Maple tham gia một sự kiện mới mang phong cách sinh tồn và phải đối đầu với toàn bộ người chơi. Linh vật của game là Dorajo đã giới thiệu hết luật chơi trước khi bắt đầu. Ngay khi được thả ra tại một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ, do không có kẻ địch nên Maple ngồi rảnh luôn một chỗ vẽ rồng vẽ phượng. Lúc sau mới bắt đầu xuất hiện một kẻ đến đòi tiêu diệt cô bé, hắn vung kiếm chém Maple mà lại bị chết ngược. Lúc này những kẻ trốn đằng sau thấy vậy liền đồng loạt lao lên tiêu diệt cô. Maple nhanh chóng làm choáng họ và dùng kỹ năng phàm ăn hấp thụ hết họ. Người xem sự kiện thấy Maple cũng rất chi là bất ngờ, hàng trăm người chơi đã tới để đánh Maple nhưng cô bé sử dụng ma pháp độc lòng biến cả khu vực dường như thành một bể độc và tiêu diệt toàn bộ và lọt vào hạng 3. Những người nằm top sẽ bị người khác thấy trên bản đồ và người tiêu diệt sẽ nhận được 30% số điểm cứ nghĩ ngon sơi nhưng ai gặp Maple cũng bị tắt điện. Khi sự kiện kết thúc Maple vẫn giữ vững hạng 3, cho đến khi được phỏng vấn vì nằm trong top người chơi hạng cao. Nói chuyện trước đông người khiến Maple căng thẳng mà cắn nhầm vào lưỡi, xem đến đây ai cũng muốn bắt cô bé về hầm nuôi gây cơ cu te hết mức. Ngày hôm sau khi nghe kể lại chuyện Risa vô cùng bất ngờ về thành tích và lối chơi mắc phòng ngự của cô bạn, cô bé quyết định vào game cùng Maple và đặt nick name là Sally. Sally nâng điểm chỉ số chủ yếu vào nhanh nhẹn và một chút vào tấn công để dễ dàng né tránh. Vì muốn thêm tiền để nâng đồ, Sally cõng luôn Maple tới một phó bản khác để kiếm thêm sò bán lấy tiền. Ngồi câu cá quá lâu mà mãi chỉ được có một ít vỏ sò, Sally quyết định lặn xuống dưới nước mày mò. Trò chơi này còn có phản ánh đúng thực tế, nên bình thường ai giỏi bơi lội hay trèo cây thì vào đây vẫn giữ nguyên kỹ năng. Sau một hồi thì thấy được một phó bản ẩn, Sally liền quyết định sẽ cùng Maple mỗi ngày cùng đến đây. Do Maple không có điểm nhanh nhẹn nên sẽ ở trên bờ canh chừng còn Sally thì lặn xuống thám hiểm, ngày qua ngày họ đều ghé vào hang động này kiếm được vô số vỏ sò, đặc biệt là Sally lặn xuống liên tục còn nhận được nhiều kỹ năng mới. Vài ngày sau khi lặn xuống, Sally đã bắt gặp một con boss ở dưới nước, cô bé giao chiến với nó một cách rất thành thạo hai bên có những pha giao tranh trao đổi chiêu thức vô cùng mãn nhãn, cuối cùng cũng thành công tiêu diệt được con quái trong trạng thái mệt dã rời. Khi mở dương phần thưởng, Sally nhận được một bộ trang bị mới rất dịn sò. Họ còn nhận được thông báo sắp đủ điều kiện để lên tầng 2. Bởi nơi mà họ đang đứng hiện tại được gọi là tầng 1 trong game. Với siêu tốc độ của mình thì Sally lại tiếp tục cõng Maple trở về thị trấn. Tập 3 Tối hôm đó Sally cùng Maple thảo luận, vì kỹ năng phẩm ăn của Maple quá mạnh nên admin đã nơp nó đi chỉ sử dụng được 10 lần một ngày. Ngày hôm sau Maple và Sally đi mua vật phẩm trong game liền thấy hai bé gái mới tập chơi. Cô bé lại nhớ đến những ngày tháng mình còn mãi đứng ngắm các trang bị ngầu lòi. Hai người vào quán ăn và gọi món thì gặp được hai game thủ cũng nằm trong top sự kiện lần trước, hạng hai tên là Dress và hạng năm Ra. anh chàng hạng năm này chính là bạn của cô gái đã chỉ đường cho Maple hồi lần đầu mới chơi game. Anh ta rất ngạc nhiên khi một tân binh lại lọt thẳng vào top 3 sự kiện. Hai người kể game này có một cao thủ là người đầu tiên đặt chân lên đến tầng 2. Và cũng chính là người giành hạng nhất sự kiện trước tên là Pent. Sau đó Sally và Maple theo gợi ý của hai người đi đến phó bản mới vào buổi đêm để kiếm thêm kỹ năng mới cho Sally. Vì Sally sớm man nên hai người trốn tạm vào một căn nhà nhưng lại bất ngờ tìm được một phó bản ẩn trong đây. Họ thấy có một người đang bị trói và gào hét đau đớn vô cùng. Sally liền ra và dùng kỹ năng hồi phục cho anh ấy. Anh ấy được hồi phục và đã siêu thoát để lại một cuốn nâng cấp kỹ năng gia tốc cho Sally. Ngày hôm sau, Sally dẫn Maple đến tầng 2 mang tên khu vực Hoàng hôn Vĩnh Cửu. Mỗi người nhặt được một viên thiên sắc chân châu nhìn rất đẹp, cho rằng đó chỉ là đồ kỷ niệm thì hai người quyết định sẽ giữ lại trân trọng. Tầng 2 có rất nhiều phó bản khó hơn hẳn ở tầng 1 và bắt đầu họ sẽ phải vượt qua con boss canh cổng. Mở đầu là một đàn lợn rừng và một con gấu lao đến mà Maple đã dùng kỹ năng phàm ăn của mình để hấp thụ hết chúng. Khi đến sâu hơn họ gặp Boss là một con hưu khổng lồ và hai người họ đã cùng nhau chiến đấu, yểm trợ nhau để tiêu diệt nó. Tuy nhiên con hưu khởi đầu cho tầng 2 này lại mạnh vô cùng. Maple đã không thể chịu nổi sự tàn phá của những vụ nổ và ngất xỉu. Sally đành phải gồng hết sức mới có thể một mình hạ con Boss đó. Sau khi tiêu diệt được con boss, họ tiến đến tầng 2 và gặp lại chị Y, chị Y đã hoàn thành xong cho Maple một chiếc khiên mà cô bé đặt từ trước. Chiếc khiên màu trắng và được cộng dồn hết điểm chỉ số vào phòng ngự. Lúc này Sally mới bắt đầu dẫn Maple tới một khu vực mà cô vô cùng yêu thích. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì nến đồng loạt được bật lên, rượu cũng tự động được rót vào ly, cảm giác như bên trong ly nước hoàn toàn là hẳn một thiên hà bao la. Cùng với thực đơn đồ ăn là các mảnh bầu trời Rượu và đồ ăn có tác dụng biến đổi màu sắc của tóc và mắt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu tập trung lại để nghe ngóng về sự kiện mới. Họ gặp lại anh Kujomu. Cô gái này tên là Mi và là thủ lĩnh của một hội mang tên viêm đế quốc. Do có năng lực lãnh đạo tài ba nên cô tiếp tục đi thu thập thành viên vào hội. Đồng thời Mi cũng là người đặt hạng 4 trong sự kiện lần trước. Linh vật đã bắt đầu phổ biến sự kiện lần này. Người chơi phải đi thu nhặt đồng bạc. Cứ 10 đồng bạc là đổi ra được một đồng vàng. Mỗi đồng vàng sẽ đổi được kỹ năng hoặc vũ khí khi sự kiện kết thúc và có thể giết nhau để tranh giành những đồng tiền này. Những người ở top 10 sự kiện trước sẽ có sẵn một đồng vàng, nhân tiện thì anh Kujo mu cũng đạt hạng 9 trong sự kiện vừa rồi. Tập 4. Sự kiện diễn ra trong 7 ngày, họ vô cùng thích thú và đề ra mục tiêu là thu thập đủ 20 huân chương, họ đi mãi mà chỉ toàn là cỏ và cỏ. Nhưng đang đi thì Sally nhận ra Maple đã biến mất, thì ra Maple vô tình tìm ra được một khu vực ẩn ở dưới đất. Họ thấy một cái hang và cùng nhau đi vào thì bất ngờ một con quái lao ra tấn công, nhưng may mắn Maple đã chặn đòn thành công. Sau khi Sally tiến lên con quái ngay lập tức tấn công tiếp, Maple đã nhanh chóng chặn lại đòn tấn công đó nhưng bị bay xa ra. Sally lúc này lao đến với tốc độ thần thánh và tấn công đồng thời thu hút con quái đó. Khi nó không để ý thì Maple lập tức dùng ma thuật độc long và kết liễu nó. Hai người nhận được một chiếc dương và mở ra được hai chiếc huân chương. Hai người rời đồng cỏ đó và đến một núi tuyết. Ở đó họ gặp lại một nhóm người quen, đó là nhóm của anh Kuzo Mu, nhóm của anh chưa kiếm được chút huân chương nào. Ở núi tuyết này có một phó bản nhưng mỗi lần chỉ được một nhóm vào. Maple và Sally bèn nhường cho nhóm của anh Kuzo Mu tới trước vì trước đó họ đã kiếm được huân chương và anh đã giúp đỡ Maple nhiều. Thế vậy mà mới được có vài giây phó bản đã mở cửa để vào tiếp được rồi, có thể vào đó đã được nhận thưởng luôn hoặc nhóm anh ta vừa vào đã bị đánh bại bởi một con quái vật vô cùng mạnh sau khi hai người vào một con chim băng từ trên trời lập tức tấn công họ. Nó triệu hồi băng tấn công hai người và Maple đã che chắn cho Sally. Khi nó tấn công đòn mạnh hơn Maple bèn dùng phàm ăn hấp thụ chúng. Sally lao đến thu hút chú ý của nó và ra tốc né đi để Maple đỡ đòn rồi hấp thụ một chân của con chim. Mặc dù đã dùng hải ma thuật độc long cắn mà nó cũng chỉ mất một chút máu, nó tấn công dồn dập vào Maple phải dùng phàm ăn hấp thụ những đòn đánh nên chỉ còn 5 lần dùng phàm ăn, trong đó có cả đòn đánh xuyên sáp nên Maple đã bị thương một chút. Thật may mà cô đã kịp dùng kỹ năng hồi HP cùng với Sally đã hồi phục. Sally né tránh kỹ năng và lao ra đằng sau con chim. Nó không hề hấn gì mà lao thẳng ra đánh giáp lá cả với Maple. Lúc này Sally trèo lên người con chim và dùng lốc xoáy nước giữ nó lại. Maple thì dùng ma pháp độc long và phun độc vào. Con chim liền phun ra một luồng năng lượng. Maple tới trận lại và chỉ còn duy nhất một lần phàm ăn con chim đó hóa đen và tiến tới tấn công trực diện, Maple đón nó và bị đánh bay đi. Nhưng con quái vẫn không chịu dừng lại liên tục đánh tiếp, Maple vẫn cố đỡ đòn mà bị đánh bay đi không trượt phát nào. Sally giả vờ tấn công nó để nó tấn công lại, nhưng thứ nó tấn công chỉ là ảo ảnh của Sally và lúc nó kịp nhận ra thì Maple đã nhanh tay dùng ma pháp độc lòng hạ gục thành công. Hai người hạ được con chim đó mệt quá bèn ngồi ra đất, thì ra lúc đó Maple vô tình mở kỹ năng mới có thể chặn mọi đòn tấn công và chỉ dùng trong một lần một ngày, nhờ sự may mắn đó họ mới hạ được con boss này. Maple nhặt các nguyên liệu sau khi tiêu diệt quái còn Sally thì tìm thấy hai quả trứng lạ. Sally và Maple mỗi người lấy một quả và rời đi. Ở khu làm việc của các admin mọi người thảo luận rằng, con boss chim đó được tạo ra để không bị tiêu diệt và hạ gục toàn người chơi. Đấy vậy mà Maple và bạn đã hạ được nó và đem luôn hai quả trứng thần thoại đi. Sau khi ra khỏi đó Maple và Sally thấy có người đánh nhau tiêu diệt người khác để lấy huân chương, Sally vô cùng hứng thú. Chiều tà Sally và Maple cùng ấp trứng và trò chuyện với nhau về cách ấp trứng. Ngày hôm sau thì hai người cùng đến một đoạn vực. Sally xuống trước thấy an toàn mới gửi tin nhắn cho Maple xuống sau. Maple liền bọc mình trong một quả bóng độc và lăn xuống. Bất ngờ thấy một huân chương thì Maple muốn đưa cho Sally, thôi người đầy độc thế kia má tránh xa dùng con cái. Một lúc sau hai quả trứng của họ nở ra hai bé pet là bé rùa và bé cáo. Không chỉ thế còn có một chiếc nhẫn liên kết thú cương với chủ nhân để có thể chiến đấu cùng nhau. Maple đặt tên bé rùa là Syrup còn Sally đặt tên bé cáo là Oboro. Hai người họ liền huấn luyện bé cáo và rùa đi tiêu diệt các con quái nhỏ. Họ đều mở được kỹ năng là thu hồi loại thú cương để hồi phục và gọi ra bất cứ lúc nào. Hôm sau họ đang đi bộ ở sa mạc và bắt gặp một ốc đảo. Ở đây họ gặp một cô gái lạ, cô ta đặt hạng 6 sự kiện trước và có ý định tiêu diệt Sally cùng Maple để cướp huân chương từ họ. Tập 5. Chả nói chả rằng Sally lao vào đấu tay đôi với cô gái đó luôn, thế là bỏ quên Maple chậm chạp lại phía sau. Khi hai người đang đấu với nhau rất căng não thì Maple từ trên trời rơi xuống tạo ra chấn động và làm khu vực cát đó xoáy lại kéo họ xuống một tầng hầm. Ba người họ bị trói buộc bởi một sợi xích mà chỉ cần một người chết thì những người còn lại cũng vậy. Giờ cả ba người đều coi nhau là đồng đội và giới thiệu với nhau. Cô gái kia tên là Kasumi. Hai người Sally và Kasumi đi nhanh quá kéo Maple đi và ngã dập mũi. Tại nơi Maple ngã cô bé tìm thấy một huân chương. Maple tính cho Kasumi nhưng cô ấy không nhận. Dù sao Maple mới là người có công tìm thấy. Ba người họ đi sâu vào một cái hang và bắt gặp một con ốc sen to tướng. Nó không có thanh máu và là boss bất tử chỉ đi tiêu diệt người chơi. Họ trốn đi còn con ốc sen chỉ đi qua họ. Nhưng ngay vài giây sau một đàn ốc sen khác xuất hiện, Sally và Kasumi dùng gia tốc rồi kéo lên Maple đi. Lúc này họ đã bị bao vây bởi những con ốc sen đó. Maple tìm thấy lối ra ở phía trên. Sally đã dùng nhảy cao kéo hai người lên, còn Kasumi thì dùng kỹ năng lướt tới kéo mọi người lên. Sau khi đi qua một cánh cửa họ thấy một cái dương và mở ra. Ở trong chiếc dương là một chiếc khiên cùng với thương và trượng, Maple lấy cái khiên và hai đồ kia. Sally không dùng nên nhường hết cho Kasumi, còn hai chiếc huân chương thì Sally lấy một chiếc và tặng cho Kasumi một chiếc. Sau khi rời khỏi phó bản đó thì đã đến đêm. Kasumi xin lỗi hai người vì đã đột nhiên tới khiêu chiến. Sally và Maple chia tay Kasumi và họ sẽ cần thêm 9 cái huân chương vàng nữa mới có thể chiến thắng. Ngày hôm sau, Sally và Maple cùng nhau đi khắp nơi để tìm kiếm các huân chương khác. Đến ngày thứ sáu của sự kiện, Sally sau khi lặn dưới biển lên thấy Maple đang chơi cờ và bị thua một cậu bé tên là Canada. Cậu bé đó mới chỉ cấp 5. Cậu vừa xây lâu đài cắt cùng Maple và không hứng thú với huân chương nên họ không lo lắng gì cả. Cậu bé giới thiệu một khối lập phương với hai người. Cậu nhận được sau khi giải đấu được một câu đố ở thư viện. Khối lập phương đó là một cây trượng và nó có kỹ năng nhưng cậu lại giữ bí mật không có nói ra và tặng hai người một quyển sách được tìm thấy ở thư viện liên quan đến sự kiện. Sau khi nhận quyển sách, Sally và Maple đọc một hồi rồi hỏi cậu có hiểu không. Cậu đã tìm hiểu toàn bộ nhưng giữ bí mật và nói Maple với Sally hãy tự tìm hiểu ra nó. Sally và Maple tới nơi Canada gợi ý là một lâu đài bỏ hoang. Sau một hồi suy nghĩ, Sally và Maple thử cho nước vào cái đài phun nước. Vì lượng nước của Sally khá ít nên Maple đưa cả độc của độc long vào, bởi chúng cũng là dạng lỏng giống nước. Ngay sau đó khiến đá ở đài phun nước bay lên và xung quanh tỏa ra một luồng sáng, lập tức dịch chuyển Sally và Maple tới một phó bản ẩn dưới nước, con boss đó lập tức xuất hiện nó là một con mực khổng lồ. Dù xúc tu của nó bị chém bởi Sally nhưng nó vẫn không nhận chút sát thương nào. Lúc này Maple rất thông minh nghĩ ra một cách, đó là đưa hết độc của độc long vào khiến biển đẹp lập tức thành biển độc và con mực đó đi đời nhà ma luôn. Nó dịch chuyển Maple với Sally tới một khu vực tên là biển xanh tĩnh lặng và nhận được hai huân chương. Lúc này các admin lại xem được và họ cảm thấy Maple đang trở thành một thứ thậm chí còn hơn cả boss cuối. Về bờ biển thì Sally đưa chiếc nhẫn chăm pet của mình cho Maple bởi cô sợ bé pet cũng bị hạ theo nếu mình bị hạ rồi lại tiếp tục đi chiến đấu kiếm huân chương. Sally rất hứng thú cô lao tới tấn công hết những người cô gặp. Lúc này Maple ở trong hang đang xem hai bé pet đánh nhau với quái nhỏ, cô bé khá lo lắng cho Sally nhưng Sally đang đi đồ sát và chỉ kiếm được hai chiếc huân chương. Lúc này hai người vô tình gặp lại Kasumi, thì ra Kasumi cũng nghĩ giống Sally và Maple đó là trốn đi để tránh bị cướp huân chương trước ngày kết thúc sự kiện. Maple liền dùng độc của mình bao quanh lối ra của cái hang, một vài thanh niên định vào nhưng thấy độc bèn bỏ đi. Sau khi trời sáng linh vật game xuất hiện và thông báo ai có trên người huân chương thì ở lại nhận kỹ năng mới. Con rùa syrup nhận được kỹ năng là khổng lồ hóa. Còn Maple thì được kỹ năng siêu năng lực ngoại cảm khiến syrup bay lên trên không, Maple thấy phía trước có một đám quái và tới tạo mưa axit khiến lũ quái ngủ cù củ tỏi. Tập 6. Ngày hôm sau Maple đi học với Sally mà cảm giác như lâu lắm mới đi học, Sally nhắc nhở bạn chơi ít thôi kẻo nghiện. Khi ở lớp học thì Maple ngủ quên may mà được một bạn bên cạnh gọi dậy, Maple liền bật tỉnh và hét to đến lượt mình canh gác rồi hả? Lúc đi ở hành lang đụng phải một cậu bé, Maple liền quay ra giơ nắm đấm lên. Lúc đang đánh bóng quả bóng bay tới thì cô lại giơ tay lên đọc kỹ năng và bị quả bóng đập sấp mặt. Do đó Maple đã quyết định nghỉ game một thời gian ngắn. Ba ngày sau hai người mới cùng nhau vào game. Sally nhắc game có chức năng mới đó là trong các bãi quái có vỏ màu vàng. Có thể lấy những con bọ màu vàng đó để mua nhà làm hội quán. Maple háo hức đi bắt bọ nhưng Sally đã bắt được sẵn rồi và hai người cùng đi chọn mua nhà. Mãi họ không chọn được ngôi nhà ưng ý. Sally kể với Maple có nhiều hội quán đang thi nhau mọc lên một là viên đế quốc được cai quản bởi người tên là Mi, hai đó là nhóm Thánh Kiếm quy tụ bao gồm những người nằm top, Ben chính là người chơi liên tục được top một các sự kiện thì đã lên cấp 60, trong khi Maple mới lên cấp 30. Lúc này hai người tìm được một ngôi nhà cây rất ương, hai người dạo một vòng và mua luôn căn nhà này, thấy nhà rộng quá và hội quán chứa tới 50 người, hai người bèn mời Kasumi và Kanade vào. Lúc gặp nhau họ gặp lại chị Y và anh Kuzo mu bèn mới luôn cả hai người vào hội. Mọi người gặp nhau tại căn nhà và chọn Maple làm hội trưởng. Maple lựa chọn tên cho hội là hội cây phong. Lúc sau Maple đưa tất cả cùng ngồi lên syrup khiến ai ở dưới cũng phải ngước nhìn. Họ tới một khu mỏ, Canada đang giới thiệu trưởng của cậu mỗi ngày lại tặng cho cậu một kỹ năng ngẫu nhiên, thì một con quái xuất hiện Maple bảo hai người đi kiếm nguyên liệu còn mình đối phó. Lúc này Sally đang ở nơi khác và hạ cục quái cùng Kuzomu và Kasumi, nhưng mình Sally đã xử lý được hết. Cuối cùng thì hai người họ quyết định giúp một tay cho nhanh diệt hết quái vật. Hôm sau họ tổ chức một cuộc họp định kỳ. Kuzo mua bổ sung thông tin cho mọi người rằng sắp có sự kiện thứ ba, quái sẽ xuất hiện trong thời gian giới hạn và mình sẽ hạ nó. Còn sự kiện thứ tư là bang hội chiến. Mọi người nói rằng sẽ có trường hợp có người bận việc và không vào game. Do đó nên tuyển thêm thành viên, Sally và Maple quay về tầng 1 để tìm kiếm. Lúc này Maple thấy hai bé dễ thương đã xuất hiện ở tập 3 hai cô bé đều đang rất khổ sở do yếu quá không có ai nhận vào hội. Maple quyết định mời luôn các em vào hội cây phòng. Hai cô bé được Sally và Maple mời ăn rồi giới thiệu, bé tóc trắng tên là Rui còn chị cô có mái tóc đen tên là Mai, vì để hai người nhanh lên cấp và tới được tầng 2. Maple đưa hai cô bé tới thẳng cánh cổng, Sally và Maple đã gánh hai bé hạ được con boss canh cổng vào tầng 2 và dẫn hai bé tới ngôi nhà cây của mình. Lối chơi của cả hai bé gái cũng rất dị thường, ngược lại với Maple thì chúng nâng toàn bộ vào điểm tấn công, mọi người trong hội đều cổ vũ nhau cùng cố gắng. Tập 7 Maple lúc này đang giúp Mai và Rui diệt quái để lên cấp, hai cô bé mỗi người chỉ cố đập một phát gây sát thương, còn lại Maple triệu hồi độc long ra cắn nốt. Sau khi tiêu diệt được nó, ba chị em lại tiếp tục đi lại phó bản để mạnh hơn, nhưng khi lặp lại một lần nhiều việc thì rất dễ chán, nên Maple định thử xem thời gian hoàn thành nhanh không cô liền đưa hai bé mai với dui lọ kháng độc và cho họ vào quả bóng độc lăn đi chóng mặt họ cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần để đi diệt quái sau khi hoàn thành phó bản với kỷ lục chỉ hơn 2 phút ba người về ngôi nhà cây và thông báo hai bé mai dui đã đạt tận cấp 20. ngoài ra hai bé cũng mở kỹ năng mới là nhân đôi sức khỏe là kỹ năng dùng vũ khí hai tay bằng một tay vừa hiểu ra kỹ năng của hai bé là mọi người đều mặt đơ một lượt vì cả hai đều có những kỹ năng lạ lùng như maple sau đó chị Y tặng hai cô bé hai cây búa pha lê và cả hai đều cảm ơn mọi người. Sáng hôm sau Maple tỉnh dậy thì chỉ thấy chị Y và anh Kuzomu. Hóa ra mọi người đều ra ngoài còn Canada thì ở thư viện làm nhiệm vụ, Kasumi đi thu thập nguyên liệu, Sally thì cùng Mai và Rui đi săn quái. mu lúc này liền đứng dậy muốn đi kiếm kỹ năng mới cống hiến cho nhóm. Ai ngờ Maple liền cho anh mượn luôn bé syrup đi cùng. Khi đang đi bất ngờ Kuzo mua thấy một hầm ngục ẩn, trong khi đó Sally đang dạy Mai và Rui cách tấn công, còn Kanae thì thành công giải mã nhiệm vụ và nhận được vật phẩm. Với kỹ năng mới là lưu trữ kỹ năng của người khác, Kasumi đang cắt lông cừu, vừa cắt xong thì Maple nhắn tin nhờ Kasumi ra cắt giúp. Ai ngờ khi ra thấy Maple đang nằm trong một đống lông rất lớn, thì ra Maple có kỹ năng mới là mọc ra rất nhiều lông cửu xung quanh. Do đó Maple nghĩ ra một cách là tận dụng đống lông đó khiến kẻ địch không thể lại gần được, nhưng vì làm như vậy mà Maple không thể ra ngoài được còn bị lăn lông lốc. Kasumi thì phải đợi tan hết độc mới có thể cắt đống lông đó đi được, lúc ấy Kuzo Mu chiến đấu trong phó bản ẩn và giành chiến thắng. Bé rùa Syrup nhận được kỹ năng mới, còn anh thì nhận được một loạt các trang bị mới xịn sò, thấy mọi người ai cũng bận bịu cày cấp. Maple đi trên đường không biết nên làm gì bất ngờ nghe thấy tiếng ho lớn trong một con hẻm. Cô bé đi vào thì thấy linh vật game là hai mẹ con. Người mẹ đang chăm sóc một bé gái bị ốm. Cô bé nghi ngờ rằng chắc đây là nhiệm vụ ẩn và nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên rất dễ. Cô chỉ việc đưa người mẹ đến một cái hồ lấy nước chữa bệnh cho bé gái. Nhưng khi mang về cho cô bé uống thì bé gái kia vẫn ho. Nhiệm vụ lại hiện ra và Maple nhận ra đây là chuỗi nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai đó là tìm được một chiếc nhẫn chỉ cần đeo là chữa lành. Thì ra đó là chiếc nhẫn mà Maple tìm thấy ở tập 1 sau khi tiêu diệt con ong. Sau khi đeo chiếc nhẫn làm cô bé đau đầu và lập tức chạy ra ngoài, Maple lại nhận nhiệm vụ 3, đó là phải tới thần điện bóng tối để tìm cô bé. Khi đến đường thần điện bóng tối vĩnh cửu, một linh hồn thoát ra khỏi người bé gái kia và tấn công Maple. Maple chặn được đòn nhưng nó lại phân thân ra nhiều hơn. Khi đang suy nghĩ xử chúng ra sao thì những linh hồn tự bị tiêu diệt. Thì ra đó là nhờ lọ nước thánh mà bé gái đã uống khi nãy. Khi đưa bé gái về nhà, cô bé vẫn chưa tỉnh và đương nhiên Maple lại nhận thêm một nhiệm vụ thứ tư nữa. Nhiệm vụ thứ tư là tới một tàn tích giáo đường. Khi tới tàn tích, Maple thấy một lọ nước kỳ lạ và đem về mở, một nàng tiên bỗng nhiên xuất hiện. Nàng tiên nói cô là một thiên sứ bảo vệ bé gái khỏi ác ma mà bị mất sức mạnh, sau đó dần biến mất và bé gái đã khỏi bệnh còn Maple thì nhận một kỹ năng mới. Ngay lập tức cô chạy về và nhờ ý tạo ra bộ trang bị mới trông như một thiên thần và còn sâu cho mọi người xem kỹ năng mới. Những người đứng trong vòng sáng của Maple sẽ nhận được điểm phòng ngự như cô. Tuy nhiên kỹ năng này làm mất một lượng máu nhỏ của Maple. Dù sao thì có chiêu này khiến cả đội gần như bất tử. Trong lúc đó, Pen và bang hội của anh ta đang nói chuyện về bang hội chiến. Họ cần cảnh giác viêm đế quốc của Mi cũng như hội cây phong của Maple. Pen định sẽ quan sát hội cây phong của Maple vào sự kiện thứ ba sau đó sẽ hạ họ vào sự kiện thứ tư. Nhưng dù sao thì hội này cũng toàn quy tụ những kẻ mạnh nên không quá lo lắng. Tập 8 đã có thông tin của sự kiện thứ ba, đó là hạ gục những con bò và thu thập chuông của chúng. Chị Y lúc này còn tặng cho Sally, Kasumi và Maple những bộ quần áo làm bằng lông cừu, có khả năng tăng tỷ lệ rơi vật phẩm và một set đồ mới cho Canada. Trong khi đứa nào đứa nấy cũng dễ thương chỉ riêng Kujo mua hơi đáng sợ. Con rùa Sirap thấy tội nghiệp anh còn ra động viên. Ngày hôm sau sự kiện đã bắt đầu mọi người thi nhau đi hạ bỏ lấy chuông. Một lúc sau Sally nhắn tin với mọi người rằng hơi lo cho Maple và sợ Maple gặp thêm nhiều chuyện quái lạ bởi sự kiện này không hợp với cô bé. Mọi người đều quyết định cho Maple những lời khuyên và động viên. Maple nhận được tin nhắn bèn cảm ơn mọi người rồi lên đỉnh núi kiếm thêm chuông. Vì vụng về nên Maple bị vấp đá và rơi xuống. Lúc đang lăn từ núi xuống cô bé vô tình sử dụng hết kỹ năng phàm ăn và lọt vào một khu rừng lạ. Ở đây cô nhặt được một chiếc bánh răng. Maple đi sâu vào khu rừng và thấy lại giáo đường mà trước đây cô vào khi đang đi vô tình dẫm phải một điểm lạ cùng với một tiếng động xuất hiện. Maple giật mình nhưng vẫn tiến vào sâu hơn, ở đây cô bé thấy một quả bóng kỳ lạ và quả bóng đó nói bữa ăn đã đến. Quả bóng nở ra một con quái hung ác và ngay lập tức lao vào tấn công cô bé. Cứ nghĩ nó không thể tấn công, nhưng con quái đó lại chịu hồi ra rất nhiều sợi xích chói chặt lấy Maple. Ngay lập tức Maple dùng kỹ năng mọc lông xung quanh và nhờ bé rùa Syrup dùng kỹ năng mới trói buộc nó rồi tấn công bằng pháo năng lượng. Tưởng rằng con quái sẽ bị tư diệt nhưng nó lại lột xác và lộ ra hình dạng mới. Nó còn phun ra lửa và làm bắt lửa bộ lông cô bé triệu hồi. Cuối cùng Maple tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong cơ thể con quái và đang dần bị tiêu hóa rồi. Maple không hề suy nghĩ cô bé lại tiếp tục đập luôn cả con quái từ bên trong cơ thể của nó. Sau khi hạ gục nó Maple nhận được kỹ năng mới. Trong lúc đó viêm đế quốc đang thực hiện kế hoạch lùa bò, họ đã hạ được một lượng bò rất lớn. Các admin đang theo dõi sự kiện và muốn tạo ra tầng 3, không chỉ thế họ còn vẫn bàn tán về Maple. Sau khi sự kiện kết thúc Maple nói chuyện với mọi người tại ngôi nhà cây về việc lên tầng 3, vì viên đế quốc và nhóm thánh kiếm đã lên trên đó rồi, ở nơi hạ boss khác cổng 3. Maple sâu cho mọi người xem kỹ năng mới của mình, cô bé triệu hồi ra ác quỷ là kẻ săn mồi và hạ luôn boss canh cổng trước sự quan sát và hiếu kỳ của mọi người. Chưa dừng lại ở đó Maple còn sử dụng một kỹ năng bọc mình vào và lập tức nở ra biến thân thành một con ác quỷ khổng lồ. Maple lập tức lao ra và hạ gục luôn con boss mọi người nhìn cô mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Kujo Mu lúc này còn lẩm bẩm với mọi người, có lẽ Maple đã từ bỏ việc làm con người. Đến được tầng 3 thì không khí ở đây rất khác so với trước, Tầng 3 mang không khí và quang cảnh của một thành phố máy móc. Khi mọi người chia nhau ra tìm hiểu về tầng 3, thì Maple đang đi trên đường và gặp một ông lão đang đói. Maple liền đưa đồ ăn cho ông và ông cảm ơn cô bé bằng cách kể một câu chuyện về thành phố. Trước đây thành phố đầy áp máy móc và cỗ máy bình thường thế hệ thứ nhất, nhưng một ngày nọ có một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra và xuất hiện những máy móc mới thế hệ thứ hai kể từ đó không ai nhớ đến những máy móc thế hệ thứ nhất nữa thì ra đó chỉ là một câu chuyện chứ không phải nhiệm vụ nên Maple liền cảm ơn ông và rời đi khi đang đi cùng Syrup cô bé nghĩ rằng câu chuyện vừa rồi có lẽ là một nhiệm vụ hiếm đi sâu vào bên trong để thám thính do sương mù quá lớn nên Syrup bị giật mình và làm Maple ngã xuống Maple liền biến thành ác quỷ và tiếp đất an toàn kiểm tra bản đồ thì Maple phát hiện mình đang ở một nơi tên là nghĩa địa ước mơ ở đây Maple thấy một con robot đang ngồi trên ghế. Lúc này chiếc bánh răng mà cô nhặt được ở rừng cây bỗng triệu hồi ra và bay thẳng về con robot. Con robot hoạt động và có ý định hạ gục Maple. Nó bắn ra hàng loạt đạn năng lượng đẩy lùi Maple. Maple nghĩ nó bị hỏng nên nhờ syrup chói chặt và gây ra dò dỉ trong lõi năng lượng của nó. Nó liền nhớ lại được chút ký ức và tạo ra một chiếc bánh răng nhập vào Maple. Con robot giao phó nhiệm vụ cho Maple là tiêu diệt chính nó, sau đó biến thành hình dạng khác và bắn phá nơi đây. Maple sử dụng kỹ năng mình vừa nhận được nhờ có chiếc bánh răng kia và biến thân tạo ra hàng loạt khẩu súng pháo xung quanh bắn luôn con robot. Con robot không hề yếu thế mà nó phá luôn lớp sàn xung quanh, khiến cả nó lẫn Maple rơi xuống tầng dưới. Khi đang rơi thì cả hai cũng bắn năng lượng giao chiến nhau và con robot đã bại trận trước sức mạnh của Maple. Tiêu diệt xong con robot Maple mới nhận ra vẻ hoái mới của mình và hét lên cái quái gì đây. Tập 9 Sau khi có được kỹ năng Maple lại tiếp tục sâu cho mọi người xem, mọi người trong nhóm đều đã quen với những thứ dị hợm của cô bé nên đỡ bất ngờ hơn. Lúc này nhóm thanh kiếm đang luyện tập bên đang suy nghĩ về hội cây phong vì hội này có quá nhiều thứ bí ẩn. Quay trở lại với hội cây phong Maple đang cùng Sally và hai bé Mai với Duy tắm biển vui đùa cùng nhau. Kasumi và Kuzo Mu đang tập luyện bằng cách diệt quái. Canada thì thực hiện một nghiên cứu và chị Y thì vẫn đang đi hạ quái kiếm thêm nguyên liệu. Sau khi tắm biển xong, Sally bỗng nhận ra gì đó và gọi một người lạ đang trốn ở sau một tảng đá. Thì ra đó là Frederica của nhóm thánh kiếm đang thám thính họ. Ngay lập tức Sally liền thách đấu Frederica, nếu Sally thắng sẽ có thông tin về viêm đế quốc. Maple thấy vậy liền rủ hai bé Mai và Judy câu cá, còn Sally thì đấu với Frederica ở nơi quyết đấu. Sau khi hai bên trao đổi chiêu thức với nhau phá tan tành cả đấu trường, Frederica nhận ra mình không thể nào chiến thắng được. Cô đánh đầu hàng và nói một vài thông tin của Viêm Đế quốc cho Sally, thế nhưng cũng nhờ trận chiến vừa rồi mà Frederica đã phát hiện được các kỹ năng bí mật của Sally. Cơ mà Sally đâu có ngốc như vậy, trong suốt trận chiến vừa rồi cô đã tự bịa ra mấy kỹ năng linh tinh lừa đối thủ. Vừa đúng lúc linh vật game đã xuất hiện và giới thiệu về sự kiện thứ tư, sự kiện bang hội chiến này sẽ kéo dài 5 ngày, mỗi hội tùy vào số lượng lớn nhỏ sẽ được điểm tương ứng. Vì hội cây phong của Maple là một đội nhỏ nên số điểm nhận được lớn hơn, bảo vệ căn cứ 6 tiếng được 1 điểm còn đội nhỏ sẽ được 2 điểm, cướp quả cầu từ căn cứ khác và giữ trong 3 tiếng sẽ được 2 điểm, còn hội bị cướp cầu sẽ mất 1 điểm sau khi nhận điểm từ việc cướp cầu thì cầu sẽ quay trở lại với đội cũ. Trường hợp bị cướp lại khi chưa đủ 3 tiếng cả hai đội sẽ không được điểm nào, không chỉ thế sự kiện này còn có hình phạt, và hình phạt đáng nói nhất chính là chết 5 lần sẽ bị tước quyền thi đấu. Sally sau khi nghe về sự kiện quyết định đề ra chiến thuật, nhóm phòng thủ gồm Maple với hai bé Mai và Rui cùng với Kanade. Nhóm tấn công là Sally với Kasumi và anh Kujomu. Chị Y sẽ là người hỗ trợ trong căn cứ, Trước khi sự kiện thứ tư diễn ra, tất cả mọi người đều tập luyện và hướng tới top 1 của sự kiện. Sự kiện đã bắt đầu mọi người đều theo kế hoạch làm. Nhóm tấn công đi công kích những đội khác và cướp được một cầu đầu tiên. Sally đưa cầu cho Kasumi đem về còn cô thì quyết một mình đi thám thính thêm. Sally đúng là cao thủ khi sử dụng ảo ảnh với những kỹ năng của mình. Và trộm đi cầu của rất nhiều đội khác thậm chí còn dẫn dụ nhiều đội đánh nhau. Đến xế chiều Sally đựng độ với Dread của hội thánh kiếm quy tụ. Hai người có cùng phong cách chiến đấu thoát ẩn thoát hiện với vũ khí đều là dao kiếm ám sát rất ngang sức nhau, nhưng khi đang chiến đấu thì anh ta lại trốn đi. Bên viên đế quốc Mi cũng rất mạnh và cướp được rất nhiều cầu, nhưng không để ý đã bị Sally ăn trộm sạch rồi trốn mất. Làm nhỏ tuổi thân ngồi khóc hu hu không chịu đâu. Gần tối rất nhiều kẻ địch đến căn cứ của hội cây phong, nhưng hội cây phong không hề nao núng. Họ đã hạ toàn bộ kẻ địch bằng việc dàn xếp trận địa xung quanh hang động và nhờ vào kỹ năng chia sẻ phòng ngự của Maple. Tập 10 sự kiện thứ tư vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhóm thánh kiếm của bên chiến đấu rất hung hăng và hạ rất nhiều đội khác. Trong khi đó, hội cây phong của Maple đang vui vẻ trước những quả cầu cướp được từ các đội khác. Sally nói mình sẽ đi cướp tiếp vì mặt trời mọc rất bất lợi và để lại nhóm Maple canh gác những quả cầu rồi cô đi cướp một mình. Tính đến giờ có lẽ Sally là người chăm chỉ miệt mài nhất nhóm. Một mình cô đã đi kiếm được không biết là bao nhiêu điểm. Canada muốn ra ngoài xem xét chút vì từ lúc sự kiện bắt đầu cậu chỉ ở căn cứ canh gác. Sau đó cậu sử dụng ma thuật của mình triệu hồi cánh tay khổng lồ và cướp đi cầu của kẻ địch rồi liền dùng ma pháp gia tốc chạy trốn. Ở căn cứ mọi người cũng muốn ra ngoài tấn công, để lại Maple với hai bé Mai và Rui ở lại canh gác. Đến ngày hôm sau Sally ngồi nghỉ và nhận ra đã cướp được 10 cầu, nhưng khi định quay về cô phát hiện ra mình đã bị bao vây. Ở chỗ chị Y và anh Kuzo Mu họ cũng đã bị vây kín, anh Kuzo Mu bị hội đồng và tiêu diệt, nhưng anh lại không bị hạ mà quay trở lại tiêu diệt kẻ địch. Thì ra đó là một kỹ năng của Kuzo Mu khi máu chuyển về không sẽ có 50% không chết. Còn Kasumi lúc này gặp lại một người bạn cũ tên là Shin, anh ta là người của viêm đế quốc và ngay lập tức muốn chiến đấu với Kasumi. Sally lúc này đang tìm cách chạy trốn vì cô đã bị bao vây bởi đội Frederica. Sally nhắn tin cho Maple báo rằng mình sắp bị hạ rồi, nói là thế chứ Frederica đã đánh giá thấp Sally. Một mình cô ấy thừa sức hạ được số lượng quân lớn này. Frederica mới chợt nhận ra trận chiến hôm trước đã bị Sally lừa, nhưng may mắn lại thêm một nhóm nữa tiếp tục tiến tới trợ giúp. Frederica còn búp cho đội quân của cô một lớp giáp mạnh, Lúc sắp bị hạ, Maple đã lập tức xuất hiện từ trên trời và bảo vệ cho Sally. Maple bảo Sally hãy bám vào mình và cô bé đã triển khai vũ khí toàn thân rồi lao lên trời sử dụng độc long hạ toàn bộ kẻ địch ở đó. Frederica chạy trốn kịp vội nhắn tin cho The Red. Ở căn cứ của Maple thì Red đã xuất hiện nhưng chỉ thấy mỗi May và Rui ở nhà. Anh ta định hạ hai cô bé luôn. Kasumi và mọi người đang chiến đấu thì nhận được thông báo. Căn cứ bị tấn công phải vội vàng tìm cách trở về. mai và Rui vẫn cố gắng chiến đấu chống lại Red. Red nhận ra hội này toàn quái thai nhưng anh đã dùng kỹ năng mạnh của mình hạ được hai cô bé. Lúc đang định cướp đi cầu thì vừa kịp lúc Maple và Sally đã trở về. Maple dùng một loạt các combo để áp chế và hạ gục được Red. Kasumi vẫn đang chiến đấu với Xin, Tưởng chừng như sắp thua đến nơi, nhưng sau khi sử dụng một loạt kỹ năng cô đã hạ được anh ta. Đoàn tụ cùng mọi người Sally cùng Kanade đem hết số cầu mình cướp được và góp lại trong nhóm. Sally đã bày ra một kế hoạch B nhằm kiếm thêm cầu, Kế hoạch đó chính là Maple sẽ đi cướp cùng Mai và Rui, còn mọi người sẽ ở lại phòng ngự. Nói xong thì Sally ngất lịm đi vì kiệt sức. Sau khi ra ngoài Maple cùng chị em Mai Rui đi tàn phá thiên hạ. Họ cướp cầu với tốc độ rất nhanh và sắp tới còn định cướp nhóm đang đặt hạng hai là viêm đế quốc. Viêm đế quốc đã đặt bẫy trước khi Maple đi tới. Tuy nhiên chả có cái bẫy nào có tác dụng cả. Có một chiếc bẫy cầm chân được Maple một lúc thì Mai và Rui đập hết luôn. Hai người hộ tống Maple đi tới đâu đập bẫy đến đó, đến nước này hai người ưu tú của Viêm Đế quốc là kẻ đặt bẫy Marcus và thánh nữ Misery quyết định đối đầu Maple, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không hạ được ba người họ, tưởng rằng sẽ bị hạ bất ngờ mi của Viêm Đế quốc đã đến, hai đội lừa nhau tóe lửa. Tập 11. Ngay lập tức mi tung đòn tấn công Maple nhưng cô bé cũng trả hề hấn gì, mi liên tục dùng các đòn đánh bắn quả cầu lửa. Mi để lùi Maple ra xa khiến Mai và Rui không được phòng vệ và sid thì bị hạ Mi nhận ra yếu điểm nên bảo Marcus và Misery tấn công hai chị em kia. Sau đó hoàn toàn ép góp được nhóm Maple. Maple liền gọi bé Syrup ra giúp Mai và Rui thoát khỏi trận địa. Mi và Maple liên tục trao đổi chiêu thức, nhưng dù thế nào Maple vẫn không bị hạ. Chưa dừng lại ở đó toàn quân chi viện viêm đế quốc đều xông ra giúp Mi. Maple dùng pháo tinh linh của Syrup và Mi chặn lại tạo ra một vụ nổ lớn làm gục rất nhiều chi viện. Còn Maple tiếp cận thành công rồi dùng Độc Long tấn công những người xung quanh Mi, nhưng Mi đã kịp thời dùng kỹ năng và tiếp tục đẩy Maple ra xa. Mi nhận ra cả bẫy và ma pháp đều không hạ được Maple, nên cô đã nhiệm phép chuẩn bị dùng ma pháp gì đó. Còn Marcus và Misery lao lên yểm trợ cho cô. Ngay sau khi niệm phép thành công, Mi tạo ra một nhà lao bằng lửa và nhốt Maple lại ở trong. Maple bị mất máu dần theo thời gian. Cô bé đang nghĩ cách để thoát ra vì đã lỡ dùng hết phàm ăn. Maple bỗng vút lên trời cao và tiếp đất với một vụ nổ lớn cô bé đã triển khai vũ khí toàn thân trước sự ngơ ngác của viêm đế quốc cuối cùng maple dứt điểm viêm đế quốc với những đòn pháo nổ tan tác cực khủng khiếp làm viêm đế quốc bất lực mi rất giận mà muốn liều chiến đấu nhưng misery đã cản lại bảo cô rút lui maple không muốn để họ chạy thoát liền lao vút lên triển khai toàn bộ nòng pháo khiến thành viên lẫn căn cứ viêm đế quốc về cát bụi. Mi đã thoát được nhưng vẫn muốn đối đầu với Maple. Cô liền lao tới và dùng kỹ năng tự hủy tự sát nhưng Maple vẫn không bị sao. Maple và bé Mai Rui vui vẻ đi lấy cầu thì phát hiện ra trước khi bị tiêu diệt viêm đế quốc đã cầm cầu chạy mất rồi. Mai và Rui muốn rủ Maple đi tàn phá và cướp cầu của tất cả các hội xung quanh. Ở nơi hồi sinh của Mi thì cô đang khóc vì thua cuộc. Sau khi nghe kẻ đòn tự hủy của mình đã không hạ được Maple, Mi càng khóc to hơn và dỗi mà chạy đi. Đến gần tối Maple trở về với rất nhiều cầu trong tay. Nhưng khi xem tình hình hiện tại thì hội cây phong mới chỉ mấp mé đạt hạng 10. Họ quyết định chia ra để căn cứ cho chị Y và Kanade. Maple cùng Kasumi và Kuzo mua đi với nhau còn Mai và Judy cùng Sally. Tất cả mọi người đều hành động ở căn cứ thì chị Y và Kanade đang phòng thủ rất chắc chắn. Còn ở chỗ Maple thì cô cứ thế lao lên và hạ đội khác không lo sợ gì. Lúc này ở thế giới bên kia, những người đã bị tiêu diệt đang xem trận đấu và cổ vũ cho hội cây phong. Sau khi kế hoạch kết thúc họ lại quay trở về và nhận ra chỉ cướp được rất ít cầu, những đội vừa lẫn đội nhỏ đều bị tiêu diệt rất nhiều. Ở nhóm thánh kiếm họ đang có ý định tiêu diệt hội cây phong, còn Sally đã nhận ra nhóm thánh kiếm sẽ nhân thời cơ tấn công mình. Đến tối, nhóm thánh kiếm đã xuất hiện ở căn cứ Maple chỉ với bốn người là Pen, Friderica, Brett và Dra, hai đội đã bắt đầu lao lên tấn công lẫn nhau rất lộn lộ xộn. Dra thì chiến đấu với Mai và Rui cùng Kuzumu. Maple thì đụng độ Pen, Sally và Kasumi đối đầu Dred, chị Y và Kanade thì canh chừng cầu và đối đầu với Friderica. Sau khi nhóm thánh kiếm sử dụng một loạt các kỹ năng khủng, Pen gần như hạ gục được Maple khiến cô bé bị đẩy lùi xa chỉ còn một máu. Tập 12 Maple cố gắng phòng ngự trước Pen, chị Y định ra giúp nhưng lại bị Pen bắt được và tiêu diệt. Bên lập tức tấn công dồn dập Maple và xử lý toàn bộ kỹ năng của cô bé. Kuzo Mu lúc này thì đang bảo vệ Mai và chui khỏi ra và anh cũng đã thành công dùng kỹ năng hồi sinh sau khi chết. Còn ở chỗ Kasumi với Sally, Kasumi chạy ra yểm trợ Maple nhưng bị Frederica bắn ra xa. Sally đang triệu hồi bé cáo Oboro nhưng cũng bị Red hạ hục. Red tranh thủ tiến ra chỗ Canada định tranh cầu nhưng Canada chặn lại. Thấy thế, bên lập tức lao ra hạ luôn Canada và để chỗ cầu cho Red thu thập. Đến khi bên định tấn công toàn lực thì mọi người đều nghĩ Maple sẽ bị hạ nhưng cô đã nhanh chóng vớt khiên triển khai vũ khí và phản đòn tên ấy vậy mà bên không hề bị hạ. Thì ra anh cũng có một kỹ năng phòng ngự tương tự Maple anh ta dùng toàn bộ sức mạnh định hạ gục Maple với một đòn, nhưng Maple lại nhanh chóng dùng kỹ năng tàn bạo và hóa thân ác ma. Rồi cô bé đập luôn cả Pen và anh đã bại trận, đến cả Pen cũng bại trận thì cả hội thánh kiếm đều ngậm ngùi chấp nhận bị ăn. Vậy là nhóm của Maple đã chiến thắng và bảo vệ căn cứ thành công, Canada và chị Y cũng đã hồi sinh trở lại. Maple không định biến hình trở lại vì kỹ năng này một ngày chỉ dùng được một lần. Sali nhận ra các con bài kỹ năng mạnh của Maple đã bị lộ và các quả cầu đã quay trở về nên sẽ không cần phòng thủ nữa. Giờ hội cây phong đã đặt hạng 6, Sally đề ra ý kiến khiến các đội khác không có điểm nữa để nhóm mình có thể giữ vững hạng nên cả hội quyết định sẽ đi tấn công. Maple chở cả hội đi tấn công và tàn phá khắp các nơi khiến ai cũng tưởng sự kiện còn cho cả boss vào để tấn công. Tất cả những người đã bị tiêu diệt đều đang nói chuyện. Họ cho rằng hội cây phong rất thông minh khi ngăn các đội khác tăng điểm ở nhóm của Thánh Kiếm Bên và mọi người đang cay đắng vì đã thua một hội nhỏ là hội cây phòng. Nhưng lúc này có một người đến thông báo với Bên chuyện gì đó, khiến anh càng cảm thấy thích thú hơn. Đang đi trên đường hội cây phòng phát hiện ra căn cứ của viêm đế quốc đang chiến đấu liên tục. Thấy thế họ liền tổ lái vào, thì ra viêm đế quốc đang có rất nhiều người muốn tấn công và đánh chiếm. Mi nghe tin tình báo cho rằng có một con quái vật đang tiến đến, có thể đó là mây khiến cô bất lực và nói với đội của mình, cô sẽ tìm cách cố gắng kéo theo nhiều người chết chung càng tốt. Sau đó My cùng cả đội lại tiếp tục tấn công những kẻ đến chiếm Khi đang bất lực chịu thua thì Maple xuất hiện và nhảy lên trước mặt Cô bé khe ra năng lượng tiêu diệt toàn bộ người và khu vực xung quanh để lại đội My Thì ra Maple giúp viêm đế quốc hạ hết mọi người Đó chính là mục đích của Sally để kiếm thêm sự trợ giúp của viêm đế quốc Nhóm thanh kiếm lúc này cũng có kế hoạch hạ kẻ địch giống như hội cây phong Sally cùng Canada liền thực hiện một kế hoạch họ bàn từ trước, đó là kết hợp giữa ảnh phân thân và ma giới, tạo ra bảy con ác quỷ giống Maple, nhưng những con ác quỷ chạy đi phá hoại, cắn xe khắp nơi làm viêm đế quốc cũng ngơ ngác không biết nói gì. Bên thấy vậy càng câm lặng hơn và quyết định sẽ tập luyện thêm để hạ Maple. Hội cây phong tiếp tục thực hiện kế hoạch và hạ gục toàn bộ các đội khác cùng viêm đế quốc và nhóm thanh kiếm. Ngày hôm sau đã đến thì chỉ còn 6 hội sống sót, các admin không ngờ chỉ vỏn vẹn hai ngày mà tất cả trận chiến kịch liệt diễn ra. Tất cả những trận kịch liệt lúc nào cũng có mặt của hội cây phong. Một admin định thay đổi cài đặt và giảm sức mạnh của Maple, nhưng một người khác đã cản lại. Giờ đây cô bé đã làm gương mặt đại diện cho game và thu hút người chơi hơn. Với cả những người khác còn cố gắng đi tìm kỹ năng hạ gục Maple, nếu Maple yếu đi thì sẽ không còn ai hứng thu nữa. Quay trở về với thế giới bên ngoài, Maple vui vẻ nói chuyện với Sally hội chúng mình đã đặt hạng 3 và cuộc sống của cô có thay đổi theo hướng tích cực. Chợt nhớ ra còn bài kiểm tra tiếng Anh cần phải tập trung học, ngày hôm sau hội cây phong học mặt và chúc mừng đã đạt được giải 3 vào sự kiện thứ tư. Nhưng không hiểu sao viêm đế quốc và nhóm thanh kiếm cũng ở đây. Thì ra Maple bắt gặp họ trên đường và mời họ về ăn mừng cùng luôn. Tất cả mọi người đều kết bạn với nhau và ăn uống nói chuyện vui vẻ. Lúc này linh vật game xuất hiện chiếu lại những trận chiến quyết liệt của hội cây phong mọi người đều xem lại và vui vẻ thảo luận với nhau. Thậm chí giờ đây chỉ số phòng ngự của Maple đã đạt đến gần 5 con số. Maple cho rằng mình chỉ chơi game một cách rất bình thường như ở Bình Dương. Thôi thôi bình thường gì nữa bà nội, vậy là mùa 1 của bộ anime đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, đăng ký, ủng hộ mình và cùng đón chờ mùa 2 nhé.